trẻ em và súng bàn giao trên kênh Suez. Tàu thương gia Evergreen đã bị chặn những ngày, nạn nhân của nạn buôn người và vũ khí hủy hoại hàng loạt, được thiết kế để phá hủy Trung Đông. Chặn Evergreen là một hoạt động được lên kế hoạch tuyệt vời bởi các lực lượng đặc biệt quốc tế được dẫn dắt bởi lực lượng không gian Mỹ gọi là Odin. Việc tạm giam là một cú đánh nghiêm trọng ở Cơ Bèo, khi đã được thông báo bởi mạng lưới dẫn đầu chính của Mỹ Newsweek và Free One New, bởi kênh truyền hình Ả Rập chính Al Jazeera tin tức sau đó đã được kiểm duyệt, và bởi báo đài Đức Indiana Chronicle. Rõ ràng đội trưởng của tàu là một thành viên của lực lượng đặc biệt. Con tàu bị chặn từ 23 tháng 3, theo các quỹ thông tin cơ bản, sẽ được quay trở lại đường dẫn đường và sẽ đến đích tại cảng Rotterdam, Hà Lan vào ngày 31 tháng 3 gây thiệt hại cho thương mại thế giới và các tổ chức tài chính cao hơn tỷ đô một ngày đã được tuyên bố. Tài sản của con tàu đề cập đến quỹ Clinton và tập đoàn Walmart, nơi CEO của họ dường như là chồng của Dylan Maxwell, đối tác và đồng phạm của Epstein trong việc bóc lột các thiếu niên thuyền trưởng của tàu sẽ vẫn ở trong buồng lái để điều phối các thanh tra nội trú đã nắm quyền kiểm soát tàu và tiến hành tìm kiếm. Các cuộc tìm kiếm đã có thể giải phóng hơn 1.000 trẻ em và tìm thấy thùng chứa vũ khí nguy hiểm. Tất cả trẻ em sẽ được sơ tán vào đêm trước khi khởi hành, trong sự im lặng hoàn toàn bởi truyền thông. Đồng thời, hạm đội Mỹ đã gửi tàu y tế bệnh viện USNS Mercy TAH-19 để cứu những người nhỏ nhất. Tất cả các phương tiện giao thông sẽ bị gián đoạn để ngăn chặn sự trốn thoát có thể của những người liên quan đến những tội ác chưa từng có này. Các chương trình vệ tinh sẽ bị tối tăm, điều này sẽ được thống nhất trong sự kiểm soát của các lực lượng chỉ huy hiện tại hoặc do lực lượng Không gian Mỹ chỉ huy bởi tướng Michael Flynn và các đồng nghiệp. Tất cả các tin nhắn cảnh báo sẽ được truyền tải đồng thời đến tất cả các điện thoại di động trên thế giới thông qua ứng dụng cảnh báo. Chương trình NISAA đã được vận hành kể từ tháng 1 các khoản thanh toán đầu tiên của 20.000 tỷ đã được chuyển thành tiền tệ mới trong hệ thống lượng tử, blockchain và rõ ràng là 1.000 tỷ đô của tiền tệ fiat về nguồn gốc cô được xác định sẽ cô được chuyển sang mạng QFS mới cũng như tiền ảo. Có rất nhiều thay đổi đang diễn ra trên toàn hành tinh trong những giờ này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin tạm biệt và hẹn gặp lại.